Hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của em nhá. Chúc toàn thể anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ, đầy sức khỏe, theo đuổi cái niềm đam mê PCP của mình nhá. Tiếp tục là một cái video ngắn để giới thiệu về những cái mẫu condo bên em. Thì hôm nay em có ráp lên 3 cây, thì có 2 cây hôm qua em đã đăng lên kênh của em rồi. Còn hôm nay em sẽ giới thiệu về một cái cây condo thẳng dài. Đây, tay em đang đập đây. Về một cái cây condo thẳng dài, giá rẻ, giá gọi là giá tầm trung anh em nhé. Với cái giá tầm trung thì em báo giá luôn với cái giá là 5.700.000 đồng. Anh em có thể sở hữu cho mình một cái cây giá tầm trung như trên hình luôn như này đây. Đây, với cái giá 5.700.000 đồng, với một tháng trước thì anh em không có cái cấu hình như này đâu. Không có cấu hình này đâu. Đợt này thì em quay lại em làm mạnh hơn xưa, thì em sẽ nhập những cái mối nào mà nó to, mối tổng được cái giá ưu đãi, được cái giá rẻ, thì em về em lắp cho anh em cái cấu hình với cái giá là rẻ, gọi là không được nhất thị trường thì cũng được phải được nhì anh em nhé. Đấy, với cái giá 5.700.000 đồng thì anh em được nguyên một cây condo thẳng dài như trên hình anh em đang xem đây. Còn hai cây này thì hôm qua em đã báo giá rồi đấy, từ 5 triệu này, 5.700.000 này, và cây condo U kia là 6.200.000, rất là rẻ anh em xem. Và trong kênh của em thì anh em biết đấy, so sánh với những cái mẫu condo trước em bán và bây giờ em bán thì nó dạ rẻ hơn rất là nhiều đấy. Không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, thì bây giờ em sẽ giới thiệu qua về cái hình thức mua bán, cái hình thức giao dịch bên em đấy. Bên em thì ship theo hai hình thức, một là gửi xe, hai là ship COD. Khi anh em ship COD em sẽ bóc tách ra thành 2 đến 3 đơn để em gửi cho anh em. Còn khi anh em gửi xe, nhận gửi xe thì em sẽ dồn vào một đơn để em gửi thành một cục cho anh em. Anh em chỉ việc về, anh em tháo ra, anh em lắp vào những cái phần, ví dụ chẳng hạn như em hỗ trợ anh em lắp phần khung, phần cò, thì nó bao gồm cả phần lòng rồi, thì anh em chỉ việc về lắp van, bình, kính, giảm vào là bắn thôi. Đấy, rất là đơn giản. Khi em mua cả cây thì anh em cọc cho em 50-100 tùy theo cái giá trị đơn hàng to hay là đơn hàng nhỏ của anh em, thì anh em cọc cho nó phù hợp để tránh cái tình trạng mà anh em bom hàng hay là không nhận hàng đấy. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu về chi tiết về cái cây condo 5.700.000 đồng này. Đấy, thì ở đây nó đang được sở hữu là cái bộ khung condo XS884, khung huyền thoại từ trước đến nay. Nó đã khẳng định thương hiệu của nó là cái thương hiệu mà thị trường đang bán chạy nhất, là cái khung XS884 này, khung huyền thoại từ trước em nay em chỉ bán một khung này thôi. Đấy, giá mua một bộ khung gồm khung, cò, ruột và tay cầm là 1.500.000, 1.500.000 anh em nhé. Đấy là tay cầm nhựa, còn tay cầm gỗ là 1.700.000. Với cái van Super Well hộp đỏ thì em đang bán với cái giá là 1.000.000 đồng, 1.000.000 đồng một cái van. Cái bình 035, bình 035 này thì em đang bán với cái giá là 450.000. Cái giảm 3 khúc em cũng đang bán với cái giá là 450.000. Với cái kính ở đây là kính Discovery VTR. VTR thì anh em biết rồi, cái kính VTR này nó chống rung, chống giật, nó có chống nhảy tâm, nói chung là có chống nhảy tâm, dùng rất là ổn định, tầm khoảng ngắm 100m là anh em có thể, nói chung là 100m là quá sắc nét rồi anh em ạ. Anh em chỉ cần đến tầm đấy thôi, bởi vì cái cây này em cũng khẳng định với anh em là bắn tầm khoảng 70-75m là độ trụm anh em nhá. Đấy là độ trụm nhá. Còn xa hơn là tùy theo tay nghề của anh em, tùy theo cái kỹ năng của anh em bắn làm sao cho nó xa hơn, thì cái đấy em không dám đảm bảo là xa hơn bao nhiêu, nhưng mà cái chắc chắn em đảm bảo ở đây với anh em là nó sẽ được 70-75m với cái cây condo thẳng dài này đây. Còn cái cây talon thì hôm qua em đã nói với anh em là từ 60-65m. Đấy, phù hợp cho anh em nào mà thích tính cơ động. Đấy, thích ngắn gọn. Còn cái cây này thì tất nhiên là thẳng dài thì bao giờ nó cũng sẽ bắn xa hơn, nó sẽ có độ vươn xa hơn. Thế nên là tùy vào cái mục đích của anh em sử dụng để anh em có thể chọn cho mình một cây hợp lý. Cây U kia thì anh em nhìn đây, nó cũng rất là hàm hố, anh em tùy anh em. Bên em cái gì cũng có, U, Z các thứ là cái gì cũng có. Anh em cứ alo trực tiếp qua số điện thoại 0366265552 để anh em được tư vấn trực tiếp cho những cái cấu hình hay là những cái mong muốn của anh em làm sao để cho nó phù hợp với túi tiền của anh em. Đấy, cây này báo giá công khai là 5.700.000 anh em nhá. Anh em có muốn sở hữu thì alo trực tiếp để được tư vấn nhá. Còn bây giờ em xin phép được kết thúc video này ở đây. Mong anh em xem video, ủng hộ shop, một like và đăng ký kênh. Chào anh em nhé.